sức nóng và sự kiện. Những trận đấu xuất sắc nhất diễn ra gần như mỗi cuối tuần, không có nhiều sân vận động quen thuộc với người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới. Tất nhiên, khi bạn đi dọc theo sân, bạn sẽ thấy những khung cảnh ngoạn mục, bạn sẽ biết bạn đang ở đâu. Nơi đây chính là sân vận động San Siro. Inter họ sẽ thiếu trận đấu ngày hôm nay. Có phải đội hình 4-3 không phải anh Tùng? Vâng, đúng là sơ đồ 4-4-2 rồi. Một cách bố trí cầu thủ mà bất cứ huấn luyện viên nào cũng thích. Inter sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Kaká. Essien. Chuyền bóng lại thành công. Paulo Dybala. Rất tốt. Paulo Dybala. Và nó đã vọt xa. Paulo Dybala. Alexandro. Essien. Javi Zanetti. Paulo Dybala. Rất nhiều đường chuyền. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Đó là pha chạm bóng tốt. Thierry Henry. Morata. Cuadrado. Tạt bóng đi. Tình huống phản công nguy hiểm. Kaká thăng bằng rất tốt. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Một quả phạt góc rõ ràng. Deris Zakaria. Đã có lỗi vị ở đây rồi. Trọng tài viên đã căng cờ lên xác nhận. Trọng tài chính hoàn toàn đồng ý với quyết định này và tiếng còi đã cất lên. Henry. Romelu Lukaku. Trọng tài báo hiệu chỉ có 2 phút bây giờ.
tình huống tấn công rất hay. Alessandro Tati. Sóng gió đã tạm thời trôi qua. Chỉ cần một cú tấn bóng để qua đó. Hiệp. Vài vai của trận đấu sẽ chuẩn bị để bắt đầu. Bỏ qua những gì đã diễn ra trong hiệp 1, chúng ta tiếp tục chờ đón màn công hiến của các cầu thủ. Javi Zanetti. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Kevin Mbappé. Tạt đi. Nguy hiểm. Vất bóng rồi. Sẽ có phạt góc. Sút trúng cột. Đây đã có thể là một cơ hội rất tuyệt vời, nhưng đó lại là một tiếng dự bị. Thật không may, nếu không có tiếng còi vang lên thì chắc chắn sẽ là một cơ hội rất tốt để ghi bàn. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Chuyền bóng lại. Một pha đưa bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Ghi bàn là mục tiêu hàng đầu của họ. Họ đang rất muốn vươn lên dẫn trước. Cuadrado. Inter đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Romelu Lukaku. Vị vị rồi, tiếng gọi vừa vang lên từ trọng tài chính. Đó là một tình huống vị vị rất rõ ràng. Pogba. Henry. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Henry. Paulo Dybala. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên. Thật gọn gàng. Thierry Henry. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Bóng đi thẳng vào tay thủ môn, một cú sút không quá khó. Và xử lý kỹ thuật. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Essien chuyền bóng lại thành công. Thierry Henry. Danilo. Bây giờ trận đấu còn lại 4 phút thi đấu. Tôi nghĩ là trọng tài chính rất nhanh chóng đồng tình với quyết định của trợ lý trọng tài. Chính xác là như vậy. Hiển nhiên là cầu thủ đó đã bị việt vị rồi. Matip Delic
Huấn luyện viên đang muốn mọi người trở lại đội bóng này ngay bây giờ. Tôi nghĩ với chiến thuật bóng đá hiện đại, tiền đạo cũng cần lui về để hỗ trợ phòng thủ.